Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình làm món chả giò. Hai bao thịt xay. Này là củ cải đỏ xay. Trộn vô. Con này là bún tàu xay nhỏ. Này là hành lá. Muỗng đường, ba muỗng đường. Này muối. Ba muỗng muối. Này hành, cái này là tỏi phi, ba muỗng tỏi phi. Đây là tiêu. Giờ bắt đầu cuốn. Em được cuốn cho giờ. Này bánh chén này để chấm như trứng. Thank you.
nước mắm, là nước mắm chấm. Bốn muỗng đường. Một muỗng bột nêm. Này tỏi ớt. Nặng chanh chưa? Nè chanh. Ngon chưa? Hấp dẫn. Ok, xong. Làm xong rồi nè, giờ là chiên. Vừa vừa cho nó chín.
các bạn ơi. Xong rồi nè, cùng ăn với mình nha. Mời mọi người cùng ăn chả giò với mình, thơm lắm.